Anh này nói thiệt, tôi không biết ở đâu luôn á. Dạ 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 Dạ. Người ta nói sao rồi anh? Họ nói á là cho xe tới liền, mà không biết có tới được không nữa. Lạnh quá lạnh rồi. Thôi vô xe đi cho nó ấm nha. Ừ, chờ người ta tới cũng được. Bị gì vậy? Chết rồi, tôi để chìa khóa trong nắp capo đóng lại rồi. Hả? Bây giờ không mở lên được hả? Không mở được. Không được, phải mở trong kéo ra mới được. Thôi rồi. Anh sĩ, đây ấm lắm nè. Qua đây nằm đi, còn chỗ nè, không cần đặt trước đâu. Vậy vẫn nghĩ ra được hay quá vậy. Thôi, cứ nằm đi. Ấm thiệt á, qua đây đi. Nằm đi, tôi không dành cho cô đâu, cứ nằm thoải mái đi. Anh sĩ, chụp nè. Nè, tôi không cần. Tôi không cần áo anh nữa đâu, tôi có cái này rồi. Ấm quá. Sao mà mình xui dữ vậy trời. Anh sĩ ơi, máy hết ấm rồi. Đứng đây hồi á, sương xuống chắc trúng gió luôn á. Anh coi coi sao xe lâu tới quá vậy. Ờ, tại vì không có địa chỉ chính xác cho nên người ta mới lâu vậy đó. À, nếu cô cảm thấy lạnh á, có chai rượu nè, uống vô đi cho đỡ, cho nó ấm. À, quên nữa, mình có chai rượu mà. Ờ. Ừ, anh uống đi. Tôi biết bây giờ mà uống rượu vang á thì hơi kỳ nhưng mà hoàn cảnh rồi, uống đi cho ấm. Thôi cô uống trước đi. Thôi anh uống trước đi. Cô uống trước đi. Không khách sáo nha. Cô uống rượu giống uống nước lạ vậy ha. Hết rồi. Sao hết chai rượu luôn rồi, người vẫn không hết lạnh vậy. Đứng đây hồi xương ngắm nó chắc chơ. Ờ, cô lái chịu lạnh xíu nha, chắc xe cũng tới rồi đó. Ờ, hay là cô mặc áo khoác của tôi nè. Không còn không. Sao vậy? Tôi mặc áo khoác anh cũng chết thì lạnh nè. Ờ hả. Ờ, vậy hay là hai đứa mặc chung đi. Hai đứa mặc chung đi. Sao mặc chung được? Được chứ, nè. Ờ, tôi xỏ tay ra đây nè, cô xỏ tay kia vô. Cô thấy còn đỡ lạnh hơn không? Vậy mình phải chuyển lại đi. Chuyển lại. Đổi tay đi. Cái gì mà thịnh lắm cả chứ. Đó. Rồi, cảm ơn chưa? Tôi nói cho cô biết. Y học đã chứng minh, khi hai cơ thể đang lạnh mà đứng lại gần nhau, sát nhau sẽ tỏa nhiệt, làm cho cơ thể ấm hơn đó. Thiệt không? Tôi là bác sĩ, tin tôi đi. Nhưng mà thấy vậy không biết vui có bị mất duyên không trời. Chắc một mình cô mất duyên chứ. Còn tôi thì không.
Dạ anh ơi, em biết là không có địa chỉ cho nên hơi khó, nhưng mà mấy anh thông cảm, cố gắng tranh thủ giùm em nha. Cả nhà tốt. Sao mình điên dữ vậy trời, tự nhiên là đi hung ổng, bây giờ mặt mũi đâu mà nhìn ổng. Trời ơi, khôn 3 năm dạy 1 giờ mà. Dạ, cố gắng tranh thủ giùm em nha. Dạ dạ. Chuyện gì vậy? Xe hơi tới rồi. Phải xuống xe, phải mở mắt ra hả? Sao đi ta? Kệ, nhắm luôn. Tới rồi nha. My ơi, tới nơi rồi. Dậy đi. Dậy My ơi. My My khoan hả? My uống cà phê ra My. Ờ, bữa khác nha. Bận rồi. Alo, anh nghe nè. Ờ, anh biết rồi. Vậy nhá. My. Chú ơi, chú tắt vô lề giùm con nha chú. Sao vậy? Dạ, con không có đem theo tiền. Con xin lỗi chú. Con xin lỗi chú, con như con mắc nợ chú. Con xin lỗi chú nhiều lắm nha. Đọc tạp chí xong chưa, trả tôi đi. Mai ơi, hôn nhau á. Trời ơi, vợ nó to quá, vợ nó nhỏ nhỏ thôi. Trời ơi, tôi bất ngờ lắm luôn á. Cuối cùng hai người cũng hôn nhau thiệt luôn. Rồi rồi hai người làm sao nữa, kể tôi nghe coi. Sao nữa đâu, có làm vậy thôi. Cái gì mà có vậy thôi. My, em thấy nụ hôn đó làm sao? Em có thấy thích không? Bây giờ chúng ta hôn thêm cái nữa nha. Ôi, biến thái quá à. Ông có nói như vậy với bồ không? Tất nhiên là không rồi, thì ghê chứ. Thật ra có rủ tôi đi uống cà phê, nhưng mà tôi chạy trốn rồi. Tự nhiên bỏ chạy sao vậy? Không chạy sao được, lúc đó đâu có biết làm gì đâu. Vâng, đang cứng người vậy luôn gì nè. Trời quá à. Nếu như người ta không thích bồ, sao người ta hôn? Bây giờ á, chuẩn bị kế hoạch hẹn hò. Hẹn hò gì mà hẹn hò? Đó là tai nạn chứ bộ. Là tại vì xỉn quá cho nên mới hôn. Cái đó là rượu hôn chứ đâu phải là tôi hôn đâu. Bực mình muốn chết luôn à. Làm quá à. Ai ông bé đó. Thôi mình đi ăn nha em. Ủa con? Đừng la lên, đừng la lên. Hai mình đi chung nha, hai mình đi chung. Ngồi đây xíu. Hai người làm cái trò gì vậy? Anh đâu có biết. Ê, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Anh đâu có quen cỏ. Ngồi xuống đây. Cái con này, mày chán sống rồi đúng không? Trời ơi, con nhỏ này. Ừ, vậy bữa sau mình gặp nhau, mình nói chuyện tiếp nha. Nè nè, quen biết gì mà gặp lại hả? Ừ, là bữa sau gặp nhau, nhỏ thì giỡn ngay vậy. Đứng lại nói chuyện rõ ràng coi. Con này. Nè. Nè. Trời ơi, có quen cổ lại đâu. Không quen hả, mà nó ngồi trên người hả? Thôi kệ đi. Cái gì vậy? Có chuyện gì mà cãi nhau dữ vậy?
giờ con hỏi gì nữa, tất cả là tại anh chứ bộ. Cái gì? Tại tôi? Ủa tôi làm gì tại tôi? À, có lẽ là cô tránh mặt tôi hả? Hồi nào? Tôi tránh mặt anh hồi nào? Mới là tôi phải tránh mặt anh. Tôi bình thường mà. Không tránh mặt thì thôi. Mà làm gì mặc váy ngắn bây giờ? Ủa tôi mặc váy ngắn thì sao, có liên quan tới anh đâu? Không phải. Tại trời nắng gắt như vậy chứng tỏ là tia cực tím rất là nhiều. Cô ăn mặc như vậy á, sợ ảnh hưởng tới da đó. Ủa thì kệ tôi đi, tôi mặn sao thì kệ tôi. Mà bây giờ có dù trời nắng gắt vậy tôi mặc bikini ra đường cũng liên quan gì tới anh hết trơn á, được chưa? Đừng có ý kiến gì của người ta hết á. Không phải. Không có phải gì, tôi đi về á. Xe quỷ này, cái xe ra coi. Sao bữa nay trời nắng chang chang mà cô mặc váy ngắn quá vậy? Ủa, cô mặc cái gì kệ tôi chứ đúng không? Ông làm như là ba tôi vậy đó. Ở đó mà còn góp ý, nhận xét về tôi nữa hả? Mà khó ưa thiệt chứ, thằng cha nội đó. Giờ hôm qua tôi thấy bà chờ điện thoại ông lắm mà. Hôm nay cay cú vậy. Cứ chờ hồi nè, cứ chờ điện thoại hồi nè. Đừng có mà mơ đi ha. Phải không nó? Tôi thấy có gì đó thì sai rồi đó. Sai gì? Không có gì mà sai hết trơn á. Chẳng qua là tại tôi dạy học ở cái nhà đó thôi. Tôi mà thử không dạy học không qua cái nhà đó thử coi. Tôi mà ra đường ổng á hả, tôi lơ luôn á, không thèm nhìn mặt ổng một cái luôn á. Thôi, bớt khẩu nghiệp đi cô hai. Bồ không biết đàn ông hả? Đi ra đường á mà thấy con gái mặc váy ngắn á, càng thích. Mà thấy người yêu của mình mặc váy ngắn á, cấm cản này kia kia nọ. Chưa kể hả, vụ ổng hôn bà. Nè. Đã nói rồi đừng có bao giờ nhắc cái chuyện đó mà. Qua mấy ngày rồi mà cứ nói hoài. Quen hay không quen phải nói một lời chứ. Cái gì mà cứ im là bực mình muốn chết luôn. Bực bội quá. Tôi mà gặp thằng chả nội đó hả, chắc chắn là tôi phải tát vô mặt ổng mới đỡ bực mình đi nè. Ê, không tát My, được. Tôi nói thiệt nè, hỏi một câu nha. Bộ đang chờ điện thoại không? Ủa hả? Chờ luôn chờ, đã không có chờ mà. Mình muốn chết. Còn gì nữa? Thôi đừng có nói nữa. Xạo quá à, đang chờ điện thoại ổng thì nói đi. Chị đặt đi thôi, tranh thủ đi thôi. Giờ này nắng cháy da người má ơi. Không phải. Tại trời nắng gắt như vậy chứng tỏ là tia cực tím rất là nhiều. Cô ăn mặc như vậy á, sợ ảnh hưởng tới da đó. Mắc mớ gì trời nắng mà mình phải mặc quần dài chứ. Mặc váy ngắn đi nắng thì sao? Diễm My 96 tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ khuất phục dưới chân ai đâu ha. Ủa chị, ủa sao bữa nay chị ăn mặc lạ vậy? Hả? Tại vì trời nắng quá. Nắng vậy mà chị còn mặc váy ngắn nữa hả? Ừ, tại chị thích. Ủa, không biết. Dạ. Ông sĩ có nhà không? Dạ, chú ngủ chưa dậy nữa chị. À, còn ngủ hả? Dạ, mà... Em tính hỏi mà có sao không chị đúng không? Không có gì hết á. Chị chỉ hỏi vậy thôi. Dạ. Cái váy... Nè. Đủ rồi đó nha. Tôi mặc váy hay liên quan gì tới anh hả? Tôi mặc váy, mặc quần hay là kệ tôi chứ. Váy ngắn hay váy dài thì sao? Bộ tự nhiên mỗi lần tôi mặc váy là anh cảm thấy khó chịu hả? Đâu có khó chịu đâu. Chứ má gì cứ nói cái váy hoài vậy? Cô chưa đóng cửa sổ kìa. Mina, đi coi phim không? Đi coi phim không? Tự nhiên rủ đi coi phim vậy? Lâu lâu mới được nghỉ, cho nên anh nằm ở nhà cũng chán lắm. Bận, không gặp. Tôi chờ được mà, vậy bây giờ cô vui vậy đi nha. Tôi chờ cô. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Sao khi không lại rủ mình đi coi phim? Khoan đã, đây có phải là hẹn hò không ta? Ông muốn quen mình hả? Không thể nào, mình đâu có giống với mọi người mà ông thích chứ.
Đúng là lạ thiệt. Rủ người ta đi mà không nói rõ ràng gì hết trơn. Mà giờ này ngoài rạp đang phiếu phim gì ta? Có phim nào lãng mạn không ha? Nè, nè. Tôi xong rồi nè. À, xong rồi hả? Xong rồi làm bài kế tiếp đi. Gì kỳ vậy? Bài này chưa sửa sao làm bài mới được? Dạy học mà để đầu óc đâu quá trời. Nè, cô có điện thoại kìa. Alo. Tối nay á, tụi tôi tính đi karaoke á. Bộ dạy khi nào xong vậy? Có đi không? Ờ, cũng không biết nữa. Bộ có hẹn hả? Hả? Tôi có. Đi karaoke mà, sao thiếu tôi được. Vậy khi nào bộ làm xong, tôi với anh Quốc, anh Julie, anh chờ nha. Để coi làm sao ha. Không biết nữa, có cái gì tôi gọi nha. Ờ. Dạy thì không lo dạy, karaoke thì sao thiếu tôi được. Nè, xong nữa rồi đó. Ủa Mai. Ừ? Mi sao rồi? Có đi với tụi mình không vậy? Cái chuyện nãy giờ em cũng không biết nó đi không á. Thôi, hay là bây giờ em nên thay đồ trước đi. Kêu Quốc thay đồ luôn. Ờ, em kêu Quốc lên cả nha. Anh cũng bị luôn đi. Ờ. Hôm nay học xong rồi. Cô về nha. Một mình em hôm nay học mà tốt ghê đó. Cô có bị gì không vậy? Có tôi với cô mà sao mà la lớn dữ vậy? Cô có la lớn gì đâu. Cô chỉ muốn nói là hôm nay cô đã dạy em xong rồi. Vui ghê. Ừ, vậy về uống thuốc đi nha. Cô về đây. Cô về nha. Cuối cùng thì buổi dạy học cũng đã xong rồi. Như vậy là cũng đã dạy xong rồi. Về thôi. Chị dạy xong rồi hả? Ừ đúng rồi. Chị vừa mới dạy học xong rồi đó em. Sao chị nói lớn quá vậy? Dạ con. Dạ. Chú sĩ có trong phòng không? Dạ không cô, chú sĩ ra ngoài từ sớm rồi cô. Gì? Ra ngoài từ sớm rồi hả? Trời ơi, cái gì mà em la lớn vậy? Em xin lỗi chị, em nói to quá, em giật mình, em bị liệu. Chị mới là bị giật mình đây nè. Em xin lỗi. Em về. Cái tên tiến sĩ này, ai là người rủ đi coi phim trước chứ? Dám cho mình liệu cây hả? Bày trò chơi xỏ mình hả? Cái tên tiến sĩ này. Anh nhớ đó nghe chưa? Lần sau đừng có hầu mà vũ tôi được nữa nghe chưa? Alo, tôi nè. Tôi nào? Tiến sĩ. Tôi đang đứng trước nhà cô nè. Ra đây chút đi. Tự nhiên ra làm chi? Người ta đang ngủ mà biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh nghĩ là ai kêu tôi ra hả? Thì cô ra đây chút đi. Không, đang ngủ, không mới ra đâu gì hết á. Tôi chờ đó. Trời, kệ nó không ra là không ra. Tên tiến sĩ đáng ghét đó. Tự mình là ai chứ? Kêu ra ra hả? Mơ đi. Làm gì ba tôi. Ủa? Chịu ra rồi hả? Ủa? Anh còn ở đây á hả? Bây giờ tính đi về rồi chứ. Ủa chứ không phải là cô đây gặp tôi hả? Tôi đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ chứ bộ. Ai biết anh ở đây. Biết anh ở đây tôi cũng đi. Chứ không phải cô đây gặp tôi hả?
Ôi, tôi phải gặp anh. Ủa, anh là gì mà tôi phải đi ra đây tôi gặp anh vậy? Ở đâu ra? Rảnh quá, đi ra đây gặp anh. Nhà đang ngủ cho sướng. Tôi biết rồi. Lên xe đi. Chi? Chị cứ lên xe đi. Lên xe làm chi? Đi đâu? Tôi đâu đi đâu đâu. Tại vì tôi có muốn cà phê. Uống cà phê hả? Tự nhiên uống cà phê. Để chút đi. Tôi xin lỗi. Hồi sáng có chờ tôi có lâu không? Ai nói tôi chờ anh hồi nào? Tôi đâu có rảnh đâu mà chờ anh. Tôi có công chuyện tùm lum tà la hết trơn á. Ai đâu rảnh chờ anh. Ủa anh là gì tôi phải chờ anh vậy? Thì không chờ. Nhưng mà đã hẹn đi coi phim rồi á. Thì coi phim ha. Giờ này đi coi phim gì? Ai nói mình phải đi? Yeah, yours is better, probably. If Grimmel succeeds, there won't be any dragons left. And it's up to us to put an end to it. So, what are you gonna do about it? Hình như có tin nhắn kìa. Nè, ai nhắn tin cho anh nè? Xin lỗi vì đột ngột nha. Sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới, ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.